Vâng, trân trọng chào mừng quý cô bác anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Phạm Huấn. Để tiếp tục chương trình chia sẻ các dòng sản phẩm thông minh thì hôm nay trân trọng giới thiệu với các bạn cái bộ sản phẩm đó là máy hàn điện tử mini. Mỗi con máy hàn mini cực kỳ là chất luôn. Đấy. Các bạn thấy không? Đó. Thì bên mình đang phân phối cái dòng này bán rất là tốt luôn. Anh em các bác thợ rồi gia đình sử dụng rất là ok. Đấy, thì đây là cái phần hộp của nó này. Đấy, phần vỏ hộp đây. Máy hàn của thương hiệu Basic. Hàng cực kỳ là chất luôn. Đấy các bạn xem. Đấy, đầy đủ các cái thông số kỹ thuật cho anh em và các bạn luôn nhé. Đấy, máy hàn thương hiệu Basic cực kỳ là chất luôn. Đó. Thông số kỹ thuật của máy này. Chiều dài là đi 28 này, cao 12,5 này. Đấy, và chiều rộng là 25 này. Đây các bạn xem. Đấy, chiều cao là 25 này, dài là 28 này. Đấy, chiều rộng là 12. Đấy. Chiều này 28 này, chiều này 12,5 này. Đấy. Và chiều này là 12 các bạn nhé. Đấy. Đây. Rất là chất luôn. Đấy, các cái công tắc nguồn điều khiển này. Hàng thương hiệu Basic này, ARC 160 các bạn nhé, hàn rất là khỏe luôn. Dây này là dây dương, dây này dây âm này. Dây dương thì dài 2 mét, dây âm thì dài 1 mét. Đây là dây nguồn cực kỳ to luôn. Công tắc đây. Đấy. Bật công tắc lên là quạt gió sẽ chạy luôn. Đấy. Các bạn thấy không? Và đây là dây đây. Dây dương thì dài là 2 mét, dây âm thì dài 1,5 mét các bạn nhé. Đấy. Một cái con máy hàn thương hiệu Basic này. Các bạn sẽ được tặng kèm thêm một búa gõ và một kính luôn các bạn nhé. Đấy, một búa gõ một kính luôn. Phần kính này thì được để rời ở trong hộp, chúng ta về chúng ta tự lắp đặt vào, nó rất là đơn giản thôi. Đấy, các cái mấu chốt này để chúng ta lắp vào này. Đấy, rất là ngon và tiện dụng cho anh em các bạn sử dụng này. Giờ mình sẽ hàn thử cho các bạn xem nhé. Đấy, các cái phần công tắc điều chỉnh này thì chúng ta có thể điều chỉnh tốc độ dòng điện này, nhưng chúng ta cứ để tối đa hết luôn. Đó. Đó là cái cơ bản như vậy chúng ta nắm được. Mình sẽ hàn thử cho các bạn xem nhé. Đấy, đầu mát thì mình đã cho vào rồi. Đấy, chúng ta sử dụng kính hàn cho an toàn, không ảnh hưởng đến mắt này. Đấy, các bạn thấy không? Các bạn thấy không? Rất là khỏe luôn, bong que hàn luôn các bạn nhé. Đấy. Hàn rất là ok luôn. Đó. Mỏ hàn thì đầu dương này thì cũng được thiết kế rất là chắc chắn này. Đấy. Chúng ta có thể sử dụng rất là chắc chắn luôn. Và dây âm này cũng rất là chắc luôn. Đấy, anh em các bạn có nhu cầu về dòng này thì có thể liên hệ để bên mình tư vấn kỹ hơn. Rồi xin chào và hẹn lại các bạn ở video sau.